Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ của chúng tôi. Ngay sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong chương trình bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Tin vui COVID-19, Mexico nghiên cứu thành công khẩu trang diệt virus SARS-CoV-2 có thể giặt dùng lại 10 lần mà vẫn diệt khuẩn tốt. Hà Nội đề xuất thôi việc công chức dính nghi vấn tiêm vaccine thần tốc. Thủy Tiên bật khóc lên tiếng đáp trả về việc từ thiện, tuyên bố sẽ sao kê toàn bộ tiền từ thiện miền Trung. Làn sóng Covid thứ tư chưa chấm dứt, gần 80.000 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường Việt Nam. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đón xem nội dung chi tiết. Tin vui Covid-19, Mexico nghiên cứu thành công khẩu trang diệt khuẩn virus SARS-CoV-2 có thể giặt dùng lại 10 lần mà vẫn diệt khuẩn tốt. Các nhà nghiên cứu Trường Đại học Quốc gia Mexico đã tạo ra một loại khẩu trang có các lớp nano bạc và đồng để diệt SARS-CoV-2, loại virus gây ra dịch bệnh COVID-19. Trường Đại học Quốc gia Mexico gọi loại khẩu trang kháng khuẩn 3 lớp này là SARS-CoV. SARS có nghĩa là bạc trong tiếng Maya, còn CoV là ký hiệu hóa học của đồng. Để thử nghiệm loại khẩu trang này, các nhà nghiên cứu lấy giọt bắn có chứa virus từ những bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện Juarez và nhỏ chúng lên màng bạc và vàng được cố định trên lớp nhựa polypropylene. Theo Trường Đại học Quốc gia Mexico, nếu nồng độ virus cao, virus sẽ biến mất hơn 80% trong khoảng 8 giờ. Còn nếu nồng độ thấp, bề mặt vật liệu nghiên cứu hoàn toàn không còn bất cứ virus nào sau 2 giờ. Khi tiếp xúc với lớp nano bạc đồng, màng SARS-CoV-2 bị vỡ và RNA của virus bị tiêu diệt. Vì vậy, cho dù SARS-CoV không được vứt bỏ đúng cách, nó cũng không gây ô nhiễm như các loại khẩu trang khác, trích bài viết của Trường Đại học Quốc gia Mexico. Được biết, loại khẩu trang này có thể tái sử dụng và chịu được 10 lần giặt mà không bị mất khả năng diệt khuẩn. Tuy nhiên, Trường Đại học Quốc gia Mexico không thể sản xuất khẩu trang này theo số lượng lớn. Hiện tại, họ chỉ làm được khoảng 200 cái một ngày. Hà Nội đề xuất thôi việc một nữ công chức dính nghi vấn tham gia vụ tiêm vaccine thần tốc. Liên quan đến nghi vấn chi tiền bồi dưỡng sẽ được thu xếp tiêm vaccine thần tốc, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội đã có đề xuất buộc thôi việc đối với nữ công chức phường. Trung tá Phạm Hải Thắng, trưởng công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra, xác minh thông tin phản ánh tại phường Vĩnh Phúc. Người dân cho rằng chỉ cần bỏ ra một khoản phí bồi dưỡng là có thể được tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc. Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc xác nhận đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với công chức NTC, người liên quan đến thông tin phản ánh tiêm vaccine thần tốc. Theo vị lãnh đạo này, bản thân cảm thấy bàng hoàng khi có thông tin phản ánh người dân chi tiền bồi dưỡng sẽ được thu xếp tiêm vaccine thần tốc trên địa bàn phường. Làm cả trăm việc tốt, cả tập thể mấy trăm con người làm vất vả, nhưng chỉ vì con sâu làm dâu nồi canh. Quá buồn. Bên phường đã đề xuất nhưng công chức do quận quản lý. Hội đồng quận sẽ họp riêng về việc này, vị lãnh đạo này cho hay. Trước đó, báo chí phản ánh tại Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc có tình trạng tiêm vaccine phòng COVID-19 thần tốc. Cụ thể, nếu bỏ ra một khoản tiền nhất định để bồi dưỡng cho một số người, người dân không cần phải chờ đợi mà sẽ được hưởng đặc quyền, nay đặt lịch, mai tiêm luôn. Thông tin cho biết, để tiêm vaccine phòng COVID-19, mỗi người phải nộp một khoản phí bồi dưỡng từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Số tiền này được nộp cho một người phụ nữ gần 30 tuổi, chưa rõ danh tính. Sau khi nhận tiền bồi dưỡng, người phụ nữ này sẽ sắp xếp giấy hẹn và lịch tiêm. Đặc biệt, những người ngoài địa bàn phường Vĩnh Phúc cũng sẽ được người phụ nữ này đưa vào danh sách các công ty, đơn vị kinh doanh trên địa bàn để hợp thức hóa việc tiêm tại phường. Ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà NTC, công chức văn phòng thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điều tra. Thủy Tiên bật khóc, lên tiếng đáp trả về việc từ thiện, tuyên bố sẽ sao kê toàn bộ số tiền từ thiện miền Trung. Thủy Tiên và Công Vinh vừa livestream đáp trả về ồn ào liên quan đến tiền từ thiện miền Trung. Cặp đôi cho biết, sau khi hết giãn cách, sẽ tiến hành sao kê đầy đủ giấy tờ. Đang livestream, Thủy Tiên bật khóc nói, ban đầu tôi cũng nói với mọi người, tôi có hỏi ngân hàng rồi. Họ nói, đến mấy thùng giấy nên tôi không muốn làm khó. Tôi có xin mọi người sao kê số tổng, có xác nhận của ngân hàng.
Nhưng sau đó, mọi người không đồng ý việc đó nên tôi hứa là sẽ ra ngân hàng sao kê tất cả mọi thứ, mọi khoản. Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy những gì mình nói được thì sẽ làm được. Mình sẽ sao kê ra tất cả mọi thứ. Chứng kiến khoảnh khắc này, Công Vinh không giấu được sự bức xúc. Anh lên tiếng trên sóng livestream. Tôi là người chồng. Hôm nay tôi nói với Tiên có gì phải nói. Mình không thể để người ta nói mình thế này thế kia được. Tôi không thể đứng nhìn vợ bất lực. Có những đêm như hôm trước, có nhiều người phá công việc làm ăn. Gần như Tiên phải tuyên bố giải nghệ. Nam cầu thủ cho biết, thời gian qua, nhiều người yêu cầu anh và vợ công khai sao kê từ thiện. Thậm chí nói anh ăn chặn số tiền này. Công Vinh thẳng thắn, vì bây giờ đang dịch, nhà nào ở yên nhà nấy. Hy vọng hết dịch sớm, tôi mong muốn mời mọi người cùng đến ngân hàng livestream là số tiền trong tài khoản cứu trợ miền Trung là bao nhiêu. Những ai chuyển vào, chi cho địa điểm nào để mọi người biết rõ. Theo Công Vinh, chuyện từ thiện xuất phát từ tâm. Anh và vợ đã thay mặt mọi người đi hỗ trợ bà con miền Trung, xong lại bị nghi ngờ là ăn chặn tiền từ thiện. Tiền đạo quê Nghệ An bày tỏ, nhưng có một số điểm rằng chúng tôi có ngày hôm nay là phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để có sự nghiệp như bây giờ. Không phải vì chuyện Tiên đi từ thiện vừa rồi, mọi người chưa biết rằng sự thật có đúng như vậy hay không, mà nói rằng chúng tôi ăn chặn tiền từ thiện, chửi bố mẹ, con gái, hai bên nội ngoại không ra gì và phá nồi cơm của chúng tôi. Nam cầu thủ cho biết, lý do lên tiếng vụ việc này bởi vì không muốn bị mọi người chà đạp. Anh khẳng định, sắp tới, chúng tôi sẽ công bố sao kê ngân hàng. Chưa dừng lại ở đó, Công Vinh cho biết, sau khi sao kê, anh còn muốn mọi người ra các tỉnh miền Trung, đến từng nơi, gặp lãnh đạo địa phương thống kê lại số tiền để lấy lại trong sạch cho mình. Đâu có thể vu khống như thế được, tôi không bao giờ lấy những đồng tiền không phải là của mình, anh nói. Chúng tôi không làm gì hại ai thì mọi người nên tôn trọng. Tôi không bao giờ làm gì trái với pháp luật nên sẽ làm vấn đề này tới nơi tới chốn. Với tư cách một người chồng, tôi rất bức xúc. Thậm chí, tôi còn nói với Tiên rằng nếu cần thiết thì mời công an vào để thanh tra xem chúng tôi làm đúng hay không. Mình không làm gì thì mình không sợ, Công Vinh tuyên bố. Làn sóng Covid thứ tư chưa chấm dứt, gần 80.000 doanh nghiệp đã rút khỏi thị trường Việt Nam. Sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19. Nhiều doanh nghiệp thiếu trầm trọng nguồn tiền để trả lương, bảo hiểm, vốn vay, thuê mặt bằng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Trong 7 tháng đầu năm 2021, có tới 79.673 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng lưu ý, nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang rút lui khỏi thị trường. Trong đó, doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có quy mô vốn từ 20 đến 50 tỷ đồng, tăng 45,3%, quy mô vốn từ 50 đến 100 tỷ đồng, tăng 23,4%, quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 32,3%. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt đó là thiếu hụt dòng tiền, chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển tăng, lưu thông hàng hóa bị cản trở, tạm dừng sản xuất tại các khu công nghiệp, khó tiếp cận với các gói hỗ trợ của chính phủ. Sở Công Thương Cần Thơ thông tin có khoảng 9.800 trong tổng số hơn 10.000 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phải tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch. Tính riêng tại các khu công nghiệp ở Cần Thơ, có 1.030 trong tổng số 1.090 doanh nghiệp phải tạm đóng cửa, chiếm 94,5%. Hơn 65.000 lao động phải tạm nghỉ. Trong khi đó, bên ngoài khu công nghiệp, chỉ còn 6 doanh nghiệp có trên 100 lao động và 34 doanh nghiệp có dưới 100 lao động duy trì được hoạt động cầm chừng. Một số doanh nghiệp tại Cần Thơ đóng cửa hơn một tháng qua, mô tả tình trạng của họ. Chúng tôi có nguy cơ phá sản và sắp chết rồi, chứ nói là khó khăn thì vẫn còn nhẹ. Tỉnh Bình Dương là địa phương có tỷ lệ nhiễm COVID-19 rất cao, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh với gần 50.000 ca trên 2,5 triệu dân, có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và phải dừng hoạt động, nhất là tại các khu công nghiệp. Thống kê của Cục Hải quan Bình Dương về số lượng tờ khai hải quan từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 cho thấy sự sụt giảm tới 42% và kim ngạch xuất nhập khẩu sụt giảm trên 32% so với tháng trước đó. Hàng năm, có trên 2.000 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động làm thủ tục tại Cục Hải quan Bình Dương. Tuy nhiên, theo thống kê, trên 600 doanh nghiệp trong số này phải ngừng hoạt động từ giữa tháng 7. Theo số liệu của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tính từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 đến nay, tại 14 tổ chức tín dụng lớn, có khoảng 600.000 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nếu tính trên toàn hệ thống, số dư nợ còn lớn hơn rất nhiều.
Nhiều khoản nợ giải ngân từ thời điểm đó đến nay có khả năng bị chuyển thành nợ xấu. Khó khăn kéo dài. Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho biết, ngành nhựa có gần 3.000 doanh nghiệp với hơn 300.000 lao động trên khắp cả nước. Trong đó, 70% doanh nghiệp hoạt động tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hơn 50% doanh nghiệp buộc phải đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng, khiến doanh thu không có hoặc là giảm mạnh. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội khảo sát nhanh gần 1.500 doanh nghiệp thành viên trên địa bàn thành phố trong tháng 6 năm 2021 cho thấy chỉ có 1,41% hoạt động tốt trong dịch bệnh, trong khi đó có tới trên 57% hoạt động cầm chừng và 2,6% tạm ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể. Theo các doanh nghiệp, khó khăn lớn là không tiêu thụ được sản phẩm đầu ra do bị ách tắc tại khâu lưu thông, vận chuyển, thiếu nguyên vật liệu đầu vào, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, không tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, phát sinh các chi phí thực hiện chống dịch, tiền thuê đất cao và thay đổi liên tục. Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics của Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp đang trong tình trạng kiệt quệ, đứt nguồn tiền bởi thiệt hại quá lớn. Chỉ riêng chi phí xét nghiệm thôi cũng đã rất khủng khiếp. Chẳng hạn, một công ty có 150 lái xe, hàng tháng phải chi trả hơn 300 triệu đồng phí xét nghiệm các loại. Việc này ước tính gây thiệt hại ít nhất 100 tỷ đồng một ngày cho các doanh nghiệp thành viên hiệp hội. Theo các hiệp hội ngân hàng, nhiều doanh nghiệp trong tình trạng thiếu trầm trọng nguồn tiền để chi trả lương, bảo hiểm, vốn vay, chi phí thuê mặt bằng. Trong khi doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động thì không có nguồn thu, còn doanh nghiệp vẫn hoạt động thì đối mặt với các chi phí đầu vào, chi phí vận chuyển tăng, giá bán giảm. Ngoài ra, lưu thông hàng hóa giữa các địa phương rất khó khăn, nhất là các tuyến ra cảng biển do phương án kiểm soát phòng dịch không thống nhất trên cả nước. Trước tình hình này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tổ công tác đặc biệt sẽ tập trung giải quyết các vấn đề thiếu hụt dòng tiền, giá thành sản phẩm hàng hóa tăng, lưu thông hàng hóa khó khăn, tình trạng dịch bùng phát tại các khu công nghiệp và việc tiếp cận chính sách hỗ trợ của nhà nước. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.